Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể thêm những cái phông chữ tiếng Việt, những cái phông chữ được Việt hóa vào trong cái máy tính của chúng ta. Thì trong cái quá trình mà các bạn làm mobile, làm YouTube, vân vân, các bạn cần phải tạo ra những cái hình ảnh, những cái video mà có nội dung là tiếng Việt. Thì các bạn cần phải cài đặt những cái phông chữ được Việt hóa, những cái phông chữ tiếng Việt. Mà nếu như các bạn không cài đặt những cái phông chữ này thì nó sẽ bị lỗi phông chữ, nhìn rất là xấu và không chuyên nghiệp. Thì làm thế nào để có thể cài đặt những cái phông chữ này thì xin mời các bạn cùng với tôi bước vào cái video ngày hôm nay. Thì bước đầu tiên, chúng ta cần phải tải cái phông chữ được Việt hóa về. Tải phông chữ được Việt hóa. Đúng không ạ? Bước thứ hai là chúng ta giải nén. Và bước cuối cùng là chúng ta tiến hành cài đặt. Bước 3 cài đặt. Cái bước đầu tiên này thì tôi đã chuẩn bị cho các bạn rồi. Thì cái đường link mà tải cái phông chữ này thì tôi sẽ đặt ở dưới cái phần mô tả của video này. Các bạn chỉ cần click và tải nó về mà thôi. Và tôi sẽ làm bước đầu tiên, đúng không ạ? Tôi copy đường link này dán vào trình duyệt. Ok. Cái phông chữ này tôi đã chuẩn bị cho các bạn rồi. Nó có tên là UTM phông, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần click vào cái đường link mà tôi sẽ đặt ở dưới cái phần mô tả của video này. Các bạn click vào, các bạn tải nó về. Rồi, tôi tiến hành tải về. Tải xuống. Ok, rất là nhanh. Và tôi sẽ tiến hành giải nén, đúng không ạ? Ok, giải nén ra. Thì đây là cái phông của chúng ta cần phải cài đặt, đúng không ạ? Sau khi giải nén ra thì các bạn click vào cái file, đúng không ạ? Cái thư mục này, này. Cái thư mục UTM phông này. Các bạn click vào cái file này, các bạn chọn Ctrl A cho tôi. Và các bạn nhấn vào copy, đúng không ạ? Copy. Rồi, các bạn tiếp tục các bạn chọn vô ổ C, các bạn ổ C, các bạn lựa chọn cái thư mục Windows, các bạn chọn tiếp cái thư mục là phông, rồi các bạn tiến hành paste nó vào, dán nó vào, đúng không ạ? Sẽ rất là nhanh chóng thôi. Ok, như vậy là đã xong. Nó đã cập nhật rồi đây các bạn. Cập nhật cái UTM ở đây rồi. Đó, những cái phông chữ này rất là đẹp, đúng không ạ? Giúp cho các bạn có thể tạo ra những cái logo hay là những cái kiểu chữ rất là đẹp để làm YouTube, làm marketing, thiết kế hình ảnh, vân vân. Đây các bạn có thể thấy. Ok. Rất nhiều cái phông chữ đẹp ở đây. Chúng ta chọn nhé, không ạ? Đặc biệt là nó rất là đẹp. Và khi mà các bạn sử dụng cái phông này thì các bạn không sợ bị lỗi phông nha các bạn. Đó. Đây là cách đầu tiên, đúng không ạ? Cách đầu tiên. Cái cách thứ hai thì các bạn có thể quay trở lại cái phần mà các bạn download. Rồi. Đây là cách đầu tiên mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta cài đặt, đúng không ạ? Là các bạn copy Ctrl A và copy dán vào cái thư mục. Tôi sẽ nhắc lại nhé, dán vào cái thư mục là các bạn chọn ổ C, thư mục Windows, thư mục phông, đúng không ạ? Rồi các bạn cắt hay là các bạn copy, các bạn dán vào đây. Đây là cách đầu tiên. Các bạn chỉ cần sử dụng một trong hai cách thôi nhé. Và cách thứ hai, cách thứ hai thì các bạn quay trở lại đây. Các bạn quay trở lại cái phần mà các bạn tải về, các bạn tiếp tục Ctrl A này, đúng không ạ? Ctrl A và các bạn ấn vào install là nó tự động cài đặt cho chúng ta. Và tôi đã sử dụng cách đầu tiên rồi, thì cách thứ hai này tôi không cần sử dụng nữa. Đó, như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể thêm những cái phông chữ được Việt hóa, những cái phông chữ tiếng Việt đẹp vào trong cái máy tính của chúng ta để chúng ta sử dụng. Đó, và bây giờ chúng ta sử dụng thoải mái, đúng không ạ? Có thể tạo những cái file hình ảnh có tiếng Việt
mà không sợ bị lỗi phông nữa, hoặc là tạo những cái video mà không sợ bị lỗi phông. Đó, các bạn có thể chọn bất kỳ cái phông nào mà các bạn muốn, rất là nhiều phông ở đây, cực kỳ đẹp. Và cái đường link để tải cái phông chữ này, cái phông chữ UTM này, thì tôi sẽ đặt ở dưới cái phần mô tả của video này. Các bạn chỉ cần click và các bạn tải về và các bạn cài đặt thôi. Và như vậy là tôi đã chia sẻ xong cho các bạn rồi. Thì nếu như các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và ngoài ra các bạn hãy giúp tôi nhấn vào nút subscribe, ấn nút chuông, đúng không ạ? Để có thể nhận được những cái video mới nhất mà tôi sẽ xuất bản trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.